Xin chào mọi người, hôm nay mình làm bánh mì thanh long ruột đặc. Hiện tại ở Việt Nam mình mọi người làm bánh mì thanh long ruột đỏ để giải cứu nông dân. Thì hôm nay mình thử với lại thanh long ruột trắng. Và khi làm xong thì mình thấy bánh mì ăn rất là ngon nên mình chia sẻ lại công thức cho mọi người cùng làm. Khi chúng ta chế biến các món ăn từ thanh long thì đó cũng là một cách để giúp cho người trồng thanh long có đầu ra cho sản phẩm của mình và không phải quá lo lắng. Đây là nguyên liệu mình cần để làm bánh mì. Mình dùng 700g bột mì, 30g bơ, 50ml sữa tươi không đường, 150ml nước, một hũ da ua 150g da ua không đường, một trái thanh long nhỏ ruột trắng, một trái trứng gà, một muỗng cà phê muối. Và ở đây mình dùng một gói men khô này 7 gram. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu này vào máy và mình sẽ nhào bột bằng máy. Bây giờ mình sẽ cho vào máy 700 gram bột mì, một trái trứng gà, 150ml nước, 30g bơ đã sắc mỏng, 50ml sữa tươi, một muỗng cà phê muối. Và gói men khô này thì men này mình không cần pha ra nước, mình cứ về mình cho vào bột rồi mình cho máy nó nhào bột. Bây giờ tới 150g da ua không đường. Da ua này có 3,5% chất béo. Mình nhào bột bằng máy thì rất là nhanh. Còn nếu như bạn nào không có máy thì mình nhào tay cũng vẫn ok. Chỉ có điều là hơi lâu một tí, hơi cực một tí thôi. Mình đã cho mọi thứ vào máy, còn trái thanh long thì mình sẽ gọt vỏ ra, mình sẽ nghiền cho nó lỏng ra để trộn vào bột thì nó sẽ đều cái bột hơn. Trái thanh long ruột trắng này thì không được ngọt cho lắm. Trái này mình mua ở trong siêu thị của Đức với giá là 4 euro một trái, tức là hơn 100 ngàn đồng Việt Nam mình. Trái này là đây là trái người ta nhập từ Việt Nam qua. Mình nghiền ra như là nghiền sinh tố. Bây giờ mình đổ thanh long vào máy nhào bột chung với lại các nguyên liệu khác và mình sẽ bật máy lên để nhào bột. Mình sẽ nhào khoảng chừng 15 phút thì khi mà các bạn thấy bột nó dẻo rồi đó, nó quện lại với nhau rồi đó thì mình sẽ tắt máy. Lúc đầu mình chỉ cho 500g bột mì nên khi mà mình nhào bột đó thì cái thanh long nó có nhiều nước và cái bột hơi bị lỏng nên mình đã cho thêm 200g bột mì, tức là tổng cộng là 700g bột mì mình cần cho lần làm bánh mì thanh long này. Máy nhào bột được 15 phút và bây giờ mình thấy bột rất là dẻo nên mình sẽ tắt máy và mình sẽ lấy bột ra. Bột nhào xong rất dẻo luôn ha các bạn. Bột dẻo nên rất là dính nhưng không sao, mình có thể dùng bột mì và mình phủ lên trên thì
Nó sẽ không bị dính vào tay mình nữa. Mình dùng một miếng giấy nướng bánh. Khi mình để bột lên giấy nướng bánh này thì nó sẽ không bị dính như là để lên thớt. Vì bột rất là dính nên mình sẽ rải bột mì trước khi để bột lên đây. Bột rất là dẻo cho nên khi mình lấy ra nó rất là dính vào tay. Nhìn thì tưởng nhão nhưng mà không phải đâu nha các bạn. Khi mà bột mềm như thế này đó thì nướng bánh mì lên, bánh mì bên trong ruột sẽ rất là mềm, rất là ngon. Mình sẽ cho một chút bột mì lên trên mặt. Thì khi mà mình rải bột mì lên thì mình rờ vào nó sẽ không có dính tay nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển cái chỗ bột này qua cái thớt. Vì mình có rải lớp bột mì lên rồi cho nên nó sẽ không bị dính. Mình để qua thớt để mình nhào nặn thêm một tí nữa. Chỉ cần trộn nó một chút xíu nữa thôi chứ còn không phải nhào nặn nhiều. Mình trộn cho nó đều cái bột một chút. Bây giờ bột đã nhào xong, mình đã chuẩn bị một cái khuôn và bây giờ mình sẽ dùng dao mình cắt bột ra để chia ra từng cái bánh mì. Thì tùy theo các bạn thích làm bánh mì lớn hay bánh mì nhỏ, bánh mì tròn hay bánh mì dài, mình có thể nặn theo bất cứ cái hình dạng nào mình thích. Thì hôm nay mình sẽ làm một số bánh mì dài và mình cũng sẽ làm một số bánh mì tròn. Khi mình nặn bánh mì, nếu như mình thấy cái bột nó bị dính thì mình có thể lấy bột mì mình rải lên. Cái bột mì này sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cái bánh mì của mình hết. Nó sẽ không làm cho bánh mì của mình bị khô hay bị cứng hay bất cứ vấn đề gì hết. Nên các bạn có thể sử dụng bột mì thoải mái để rải lên để mình khi mà mình nặn nó không có bị dính vào tay và nó sẽ thành cái hình dáng bánh mì dễ hơn. Ở trên cái khuôn đựng bánh mì để nướng thì mình cũng trải một lớp giấy nướng bánh. Cái lớp giấy nướng bánh này nó sẽ giúp cho bánh mì không bị dính vào khuôn khi nướng.
Mình đã nặn được một số bánh mì dài. Bây giờ phần bột còn lại mình sẽ làm bánh mì tròn. Khi bánh mì nằm trong khuôn và nó nở ra một chút xíu thì mình có thể chỉnh sửa lại một chút để cho cái bánh mì, hình dáng bánh mì nó đẹp hơn ha. Mình có thể chỉnh sửa khi mà nó mới nở một chút xíu thôi, còn khi mà nó đã nở to ra rồi thì mình không nên đụng vào nữa. Mình đã nặn xong bánh mì từ 700 g bột và một trái thanh long thì mình nặn ra được 7 ổ bánh mì tròn và 5 ổ bánh mì dài. Bây giờ thì mình sẽ để ở ngoài để cho bánh mì nở ra. Mình sẽ để khoảng 1 tiếng. Tùy theo nơi các bạn ở là nóng hay lạnh thì các bạn để nó sẽ nở nhanh hơn hoặc là nó sẽ nở chậm hơn. Ở bên mình hiện tại đang là mùa đông thì bánh mì nở chậm hơn cho nên mình sẽ để 1 tiếng. Mình lấy con dao và khứa nhẹ ở trên mặt bánh mì, trên cái bánh mì dài để khi mà nướng lên đó thì nó trên cái mặt ổ bánh mì nó có cái hình khứa nhẹ nhẹ, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Bánh mì của mình để sau 1 tiếng thì bây giờ đã nở rồi, bây giờ mình sẽ bật lò lên nướng. Mình sẽ bật lò 200 độ và mình nướng lửa trên và lửa dưới. Bây giờ mình sẽ nướng trong lò 20 phút. Sau 20 phút trong lò thì mình thấy bánh mì đã rất là vàng, bây giờ mình sẽ lấy ra. Bánh mì mình nướng xong mùi rất là thơm luôn các bạn ơi. Hai mặt bánh mì rất là vàng. Bây giờ mình sẽ cắt thử ra để cho các bạn xem bên trong. Vỏ bánh mì thì rất là giòn. Khi mình cắt ra bên trong thì ruột bánh mì rất là đặc và ruột thì rất là mềm. Vì mình làm từ thanh long trắng nên ruột bánh mì cũng trắng. Đó, khi mà mình xé ra thì bánh mì bên trong rất là mềm luôn. Còn đây là bánh mì tròn. Bánh mì tròn thì cũng rất là mềm. Mình xé ra xem bên trong. Bên trong ruột đặc và có những chấm đen của hạt thanh long. Bánh mì rất là thơm. Vậy là mình đã làm xong mẻ bánh mì rất là thơm ngon. Ăn bánh mì này thì bên trong ruột có vị hơi ngọt mát của thanh long. Video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like và đừng quên bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại ở video lần sau.